Hello everyone, today we move to review three. There are three parts, language and skills. Today we review something about language. There are three parts, pronunciation, vocabulary, and grammar. First, we move to pronunciation. Now, listen. Mark the questions with falling, rising, or falling, rising arrows. Then listen, check, and repeat. Em chú ý, em sẽ đánh dấu mũi tên lên hay xuống theo ngữ điệu của câu hỏi, sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại. A. What are you doing? Are you baking? Yes. I'm trying, a recipe for Japanese cotton cheesecake. Japanese cotton cheesecake? Sounds strange. Right. But my friends say it's really delicious. Do they sell that kind of cake in bakeries? Yes. But I want to make it myself. Listen again. A. What are you doing? Are you baking? Yes. I'm trying a recipe for Japanese cotton cheesecake. Japanese cotton cheesecake? Sounds strange. Right. But my friends say it's really delicious. Do they sell that kind of cake in bakeries? Yes. But I want to make it myself. Have you got the answer? The first one. Falling arrows. Em chú ý phần câu đầu tiên là mình sẽ để dấu mũi tên xuống. Vì đây là câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi. Để các em nhớ những câu bắt đầu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi như là what, where, when, how, why thì mình sẽ xuống giọng ở cuối câu. Câu thứ hai. Are you baking? Mình sẽ lên giọng vì đây là một câu hỏi yes no. Thì các em nhớ đối với câu hỏi yes no mình sẽ lên giọng ở cuối câu. Câu số 3. Mình sẽ lên giọng vì đây nó giống như một cái câu hỏi yes no. Người ta hỏi lại thông tin ở phía trên. Do đó mình sẽ lên giọng. Câu thứ tư, mình cũng lên giọng vì đây cũng là câu hỏi yes no, bắt đầu bằng do. Mark the sentences with falling or rising arrows. Then listen, check and repeat. Phần 1B, các em cũng đánh dấu mũi tên lên hay xuống theo ngữ điệu của câu. Và đây là dạng câu kể. Sau đó các em sẽ nghe, kiểm tra và lặp lại. Now listen. B. This tour is cheap. That tour is cheaper? Let's book that tour today. But the travel agent is closed today. Tomorrow is fine. Listen again. B. This tour is cheap. That tour is cheaper? Let's book that tour today. But the travel agent is closed today. Tomorrow is fine. Have you got the answer? Câu đầu tiên, em nhớ đây là câu kể. Và cái dạng này mình ôn lại thông tin mới và thông tin mình đã biết rồi. Thì câu đầu tiên đó là thông tin mới, và đó mình sẽ xuống giọng cuối câu. Câu thứ hai, thông tin đã biết rồi, cái từ cheap ở trên mình nghĩ là cheaper, và đó mình sẽ lên giọng cuối câu. Câu số 3, thông tin mới, xuống giọng. Câu thứ tư, thông tin đã biết rồi, có chữ today lặp lại, và đó mình sẽ lên giọng. Và câu cuối cùng, thông tin mới, và đó sẽ xuống giọng cuối câu. We move to number two, vocabulary. To each blank with a word or phrase from the box. Em sẽ điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc ngữ trong khung. Trước nhất các em sẽ đọc và lặp lại những từ này. Tender. Bilingual. Still. Jet lag. Full board. Garnish. Excursion,
official language. Marinate. Em còn nhớ nghĩa không nào? Tender, mềm. Bilingual, song ngữ. Steel, hầm. Jet lag, mệt sau chuyến đi dài. Full board, cả ngày. Garnish, trang trí. Cái từ garnish này nó bằng với từ decorate. Excursion, tham quan. Official language, ngôn ngữ chính thức. Và cuối cùng, marinate, ướp. Are you ready? Number one. Marinate and tender. Remember to marinate the sliced beef in a little oil for half an hour before stir frying. The beef will be tender that way. Hãy nhớ ướp thịt bò đã sắc lá với một ít dầu ăn trong nửa giờ trước khi xào. Làm như vậy thì thịt sẽ mềm hơn. Number two. Garnish. I'm learning to garnish different dishes to make them more attractive. Mình đang học trang trí các món ăn khác nhau để làm cho chúng trông hấp dẫn hơn. Number three. Steel. You should steel the beef for an hour if you want your grandparents to have it. Bạn nên hầm món thịt bò trong một tiếng đồng hồ nếu mà bạn muốn ông bà bạn có thể ăn được. Number four. Jet lag. My best friend couldn't come to the party because she was suffering from jet lag after her trip to the USA. Cô bạn thân của tớ không thể tham dự buổi tiệc bởi vì cô ấy đang mệt do lệch múi giờ sau chuyến đi đến Mỹ. Number five. Excursion. Are you going on an excursion with your class this Sunday? Yes, we have one twice a year. Bạn sẽ đi tham quan với lớp vào Chủ nhật tuần này à? Vâng, mỗi năm lớp tới đi hai lần. Number six. Wood board. Do you require half? Of full board. Half, please. Quý khách yêu cầu còn bao gồm phục vụ thức ăn nửa ngày hay cả ngày à? Nửa ngày thôi nhé. Number seven. Bilingual. I was born in Vietnam and grew up in France. I can speak both Vietnamese and French. So, I'm bilingual. Tôi được sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Pháp. Tôi có thể nói cả hai thứ tiếng, tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Vì vậy, tôi là người có thể sử dụng hai thứ tiếng. And the last one, number eight. Official language. What's the official language of Canada? There are two. English and French. Ngôn ngữ chính thức của Canada là gì? Có hai ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Anh và tiếng Pháp. We move to number three, fill each blank with the correct form of the word given. Tôi sẽ hướng dẫn trước. Ví dụ câu 1, các em thấy người ta cho từ guidance. My brother trained to be a teacher, but then he decided to become a tour guide. Cái từ guidance là danh từ và có nghĩa là hướng dẫn. Nhưng mà ở đây á, có nghĩa là người hướng dẫn, do đó chữ guiding mình phải chuyển thành guide, người hướng dẫn. Anh tôi được đào tạo để trở thành giáo viên, nhưng mà anh ấy quyết định làm hướng dẫn viên du lịch. Now, do it yourself first.
Em tự làm, sau đó tôi sẽ sửa. Ready? Now we move to number 2. Ở phía câu 2, các em chú ý người ta cho từ rise là danh từ, thì trước nó cần tính từ. Cái từ người ta cho là reason, nó là danh, thì mình sẽ chuyển thành tính từ đó ra reasonable, hợp lý. Thì cụm từ reasonable price, giá cả hợp lý. Và câu này có nghĩa là nếu mà bạn muốn trả một cái giá cả hợp lý hơn, hãy nhớ là đặt cái chuyến đi đó trước 2 tuần. Number 3, không còn nhớ từ rust, và tính từ của nó là rusty, a bit rusty, có nghĩa là mai một. My English is a bit rusty, I haven't used it for years. Là tiếng Anh của tôi bị mai một một tí, tôi đã không sử dụng nó nhiều năm rồi. Number 4. Câu thứ tư, các em thấy là người ta cho động từ to be là is. Do đó sau is phải cần là một tính từ, mà người ta cho từ fluency nó là danh. Vậy mình phải chuyển thành tính đó là fluent. Fluent. My grandfather is 80 years old and he is fluent in both French and English. Ông tôi đã 80 tuổi rồi và ông nói trôi chảy hay là thông thạo cả hai tiếng Anh và tiếng Pháp. Câu số 5, các em thấy người ta cho từ low, tính từ. Thì theo sau tính từ là cần danh từ. Từ trong khuôn người ta cho reasonable, nó là tính, vậy mình chuyển thành danh là season. Seasonal là tính và chuyển thành danh là season. Low season tức là mùa vắng khách. There is nothing more boring than the seaside town in the low season. Không có gì chán hơn là một thị trấn ven biển vào mùa vắng khách. Số 6, mấy em thấy người ta cho phía sau là carrot, nó là một danh từ. Thì trước nó cần phải là một tính từ. Từ rate, tức là mài, là động từ, vậy mình chuyển thành tính bằng cách là TBD, rated. Rated carrot là cà rốt mài. To make a carrot cake for 4 people, you need 200 grams of grated carrot. Để làm món bánh cà rốt cho 4 người ăn thì bạn cần 200 gram cà rốt mài. Câu số 7. Số 7 chỗ này cần động từ steamer, nó là danh, do đó động của nó là steam, hot. When you place your food over boiling water to cook, it means you steam it. Khi bạn nấu thức ăn trong hơi nước được đun sôi, điều đó có nghĩa là bạn hấp nó. And the last one. Người ta cho từ bass, nó là động từ. Thì chỗ này ta cho cần một danh từ. Do đó, kiểu bass mình chuyển thành passer, và passerby là người qua đường. Someone who is going past a particular place is a passerby. Người mà đi qua một nơi cụ thể nào đó được gọi là người qua đường. Now listen and repeat. My brother trained to be a teacher, but then he decided to become a tour guide. If you want to pay a more reasonable price, remember to book the tour 2 weeks in advance. My English is a bit rusty. I haven't used it for years.
My grandfather is 80 years old, and he's fluent in both French and English. There is nothing more boring than a seaside town in the low season. To make a carrot cake for four people, you need 200 grams of grated carrot. When you place food over boiling water to cook, it means you steam it. Someone who is going past a particular place is a passerby. Revision. Các phần ôn này, cô ôn lại cho em cái phần ngữ pháp đầu tiên đó là câu điều kiện. Có hai loại câu điều kiện trong phần này. Điều kiện loại 1 đó là điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và bên mệnh đề if mình sẽ sử dụng hiện tại đơn. Và bên mệnh đề chính sử dụng tương lai đơn. Em chú ý lại nhìn lại công thức. Điều kiện loại 2 là điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Bên mệnh đề if mình sẽ sử dụng thì quá khứ giả định. Và công thức nếu ta cho be mình dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Not be dùng weren't. Động từ thường thêm ed hoặc là sử dụng động từ cột 2. Và not động từ thường thì mình sẽ mượn did và động từ trong ngoặc đi lại. Hoặc là mình có thể viết tắt là didn't cộng với động từ. Bên mệnh đề chính em xem lại công thức. Phần ôn tập lại thứ hai đó là relative clauses, mệnh đề quan hệ. Phần đầu tiên, cái đại từ quan hệ đầu tiên đó là who, sử dụng cho người bị ở vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ. Từ whom thay thế cho từ người, chỉ người ở vị trí tân ngữ. Từ whose thay thế cho tính từ, chỉ sự sở hữu. Từ what thay thế cho từ chỉ vật, sự vật hoặc là động vật, con vật. Từ where thay thế cho từ chỉ về nơi chốn. Từ when thay thế cho từ chỉ về thời gian. Từ why thay thế cho từ chỉ về lý do. Từ that thay thế cho từ chỉ về người, vật, sự vật, động vật hoặc là thời gian. Và trong đó từ where mình có thể thay bằng in which. Và từ when mình có thể thay là on which. We move to exercise 4. Is one mistake in underlined words in these sentences? Find correct it. Tức là có một lỗi trong phần gạch dưới của mỗi câu. Và các em hãy tìm ra và sửa nó. Câu đầu tiên các em thấy phần sai đó là câu C. Phần C, vì đây là một danh từ riêng, do đó không có dùng the trước like person. Câu số 2, em chú ý cho cô từ garlic là tỏi, tỏi là củ tỏi, do đó mình không dùng bunches. Do đó sai là C, và mình bỏ chữ bunches và mình sẽ thay bằng cloves. Câu số 3, các em thấy có mệnh đề if. Và có từ deep bên mệnh đề if, do đó chứng tỏ câu này điều kiện loại 2. Thì đó sai là D, mình không dùng will be mà mình sẽ chuyển thành would be. Câu số 3, cái từ breakfast, không có từ the trước, mình chỉ dùng breakfast mà thôi. Chỉ khi nói về món ăn thì mình chỉ dùng breakfast, bữa ăn mình chỉ dùng breakfast. Hay là bữa ăn trưa mình dùng lunch, chứ không dùng the trước nó. Câu số 5, mấy em chú ý động từ have và trước nó là đại từ quan hệ which. Thì chữ which bản thân nó không có quyết định là chủ ngữ nhiều hay ít, mà cái từ đứng trước nó, và từ đứng trước nó là chữ a restaurant là số ít, do đó mình sẽ dùng là has chứ không dùng have. Câu số 6, sai đó là bỏ chữ the, mình chỉ dùng để thay thế a Vietnamese American, người Mỹ Việt.
Exercise 5. What would you say in these situations? Use conditional structure and the words given to write suitable sentences. Vậy thì cái phần bài tập số 5, em sẽ nói gì trong những cái tình huống sau đây? Hãy sử dụng cái câu cấu trúc của câu điều kiện và những từ cho sẵn để viết thành những câu phù hợp. Ví dụ câu 1, người ta cho cái động từ suốt trong dấu ngoặc. Câu 1 có nghĩa là bạn của bạn muốn mở rộng cái vốn từ vựng của bạn ấy. Bạn nghĩ tốt nhất là bạn ấy nên đọc những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Và mình sẽ cho bạn ấy lời khuyên. Vậy mình sẽ sử dụng cái điều kiện loại 1 để mình viết. Vậy mình sẽ nói là nếu mà cậu muốn mở rộng vốn từ vựng bằng tiếng Anh thì cậu nên đọc những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Thì câu của mình sẽ là: If you want to widen your English vocabulary, you should read short stories in English. Câu số 2. Chị của bạn muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch và mẹ bạn nghĩ rằng chị ấy có thể thành công nếu mà học thêm về lịch sử văn hóa. Và đây là những gì mà mẹ bạn ấy nói với chị. Con có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch nếu con học thêm về lịch sử và văn hóa. Và ở đây cũng vậy, mình sẽ dùng điều kiện loại 1 và động từ can trong đề chính để viết. Thì câu của mình sẽ là: You can become a tour guide if you learn more about history and culture. Number 3. Em họ của bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh và hỏi bạn nên học ở trung tâm ngoại ngữ nào. Bạn nghĩ là hai trung tâm The Sun và The Shine đều thích hợp. Bạn nói với em ấy những gì mà bạn nghĩ. Vậy thì em có thể nói là nếu em muốn cải thiện tiếng Anh thì em có thể đến trung tâm ngoại ngữ The Sun hoặc The Shine. Và ở đây cũng vậy, mình sẽ sử dụng điều kiện loại 1 và sử dụng động từ thiếu khuyết mê trong mệnh đề chính. Vậy câu của mình sẽ là: If you want to improve your English, you may go to either the Sun or the Shy Language Centers. Câu số 4. Một người bạn hỏi bạn sẽ làm gì nếu bạn nhìn thấy một con ruồi trong món súp của bạn tại một nhà hàng. Hãy trả lời câu hỏi của bạn ấy. Vậy thì mình sẽ có thể nói: nếu mà tôi nhìn thấy một con ruồi trong món súp của tôi thì tôi sẽ báo cho quản lý biết. Vậy thì đây rõ ràng là điều kiện này không có thật ở hiện tại. Vậy mình sẽ dùng cái điều kiện loại 2 và câu này viết lại như sau: If I saw a fly in my soup, I would tell the manager. Chú ý điều kiện loại 2, bên mệnh đề if dùng quá khứ giả định và bên mệnh đề chính mình sẽ sử dụng would. Câu số 5. Anh của bạn và bạn của anh ấy lên kế hoạch cho một ngày tham quan của lớp. Họ không biết sẽ đi đâu và nhờ bạn cho lời khuyên. Bạn hãy cho họ lời khuyên. Thì mình có thể nói là nếu em là anh á, thì em sẽ đến khu nghỉ dưỡng Sông Nhi. Vậy mình không thể nào là anh đó được, do đó mình cũng sử dụng điều kiện loại 2 và mình dùng were trong mệnh đề if. If I were you, I would go to Sông Nhi Resort. Vậy thì trong phần bài tập này các em chú ý những cái điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai thì mình sẽ sử dụng điều kiện loại 1. Còn đối với câu 4 và câu 5, đây là một cái giả định không có thật ở hiện tại, do đó mình sẽ sử dụng điều kiện loại 2. Exercise 6. Combine each pair of sentences to make a complete sentence using a suitable relative pronoun. Kết hợp hai câu thành một để tạo thành một cái câu hoàn chỉnh, sử dụng cái đại từ quan hệ thích hợp. Phần này thì cô sẽ hướng dẫn lại câu đầu tiên. Bước 1 thì mình sẽ tìm cái từ, cụm từ mà có liên quan với nhau, cùng chỉ về một người, một vật hoặc sự vật. Thì ở câu đầu cô có từ a resort. Và câu thứ hai cô có từ it. Câu này có nghĩa là kỳ nghỉ vừa rồi chúng tôi đã ở một resort, khu nghỉ dưỡng á. My đã giới thiệu cái khu nghỉ dưỡng đó cho chúng tôi. Vậy thì cái khu nghỉ dưỡng và nó đó là một.
Bước thứ hai, mình sẽ bỏ từ it trong cái mệnh đề thứ hai và mình thay bằng would để hoặc là that để kế bên cái từ quan hệ với nó. Và câu này mình sẽ viết lại: Last holiday we stayed in the resort. Would or that be recommended to us? Câu số 2, một số người nói chuyện quá lớn nơi công cộng, tôi không thích họ. Vậy là thì cái cụm từ quan hệ đó là ở đây đó là some people và them. Vậy mình sẽ nói là tôi không thích những người mà nói chuyện quá lớn nơi công cộng. Do đó mình đem mệnh đề sao lên đầu, I don't like. Do cái mệnh đề sao đem lên đầu, do đó them mình sẽ chuyển thành people. Là some people cũng được, và mình dùng đại từ quan hệ who để thay thế. Vậy câu của mình sẽ là I don't like people who talk loudly in public places. Tôi không thích những người mà nói chuyện to ở nơi công cộng. Number 3, the dishes are so hot, my mother has cooked them. Những món ăn quá nóng, mẹ tôi đã nấu những món đó. Vậy là cái cụm từ quan hệ đó là the dishes và them. Thì mình sẽ bỏ cái từ them đi và mình thay bằng what rồi hoặc là that, rồi mình mới đem nguyên cái cụm từ đó mình để kế bên từ the dishes. Thì đó là câu của mình sẽ là the dishes which are that my mother has cooked are so hot. Number 4. Last year I visited a small town. They filmed the little girl there. Năm rồi, tôi đã đến thăm một thị trấn nhỏ. Họ đã đóng phim cô gái bé nhỏ ở đó. Vậy thì cái cụm từ quan hệ của mình là a small town và there. There này là chỉ nơi chốn. Do đó mình sẽ thay bằng where. Thì câu của mình sẽ là Last year I visited a small town. Where or in which they filmed the little girl. Five. Miss Mai was my teacher. I will never forget her. Cô Mai là cô của tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy. Vậy là cụm từ quan hệ đó là my teacher và her. Cách làm mình sẽ bỏ từ her đi và mình thay bằng whom hoặc who. Vì chữ her này ở vị trí tân ngữ. Thì câu của mình sẽ là Miss Mai was my teacher. Miss Mai was a teacher whom I will never forget. Motto Everyday English. Exercise 7. Complete each short dialogue with a sentence in the box. Các em hãy hoàn thành mỗi cái đoạn đối thoại ngắn sau đây với một câu trong khung. A. I'm not into science. Các em nhớ là not into hay là to be into, tức là thích hay là đam mê hay quan tâm. Là tôi không có thích khoa học. B. I can't wait to go camping with you again. Tôi không thể đợi được để đi cắm trại với bạn lần nữa. C. But I'm starving. Nhưng mà con đang đói lắm. D. Lucky him. Anh ấy may mắn quá. E. I can't picture her in traditional costume. Chú ý các em tưởng, các em chú ý từ picture ở đây nó bằng với từ là
tưởng tượng á. Do đó mình có thể dịch là tôi không thể tưởng tượng được cô ấy trong cái trang phục truyền thống. One. See, but I'm starving. Now listen. Hey, don't touch that. You have to wait for our grandparents before starting to eat. But I'm starving. I haven't eaten anything this morning. Câu này mình có thể dịch là: Này, đừng đụng vào đồ ăn, con phải đợi ông bà trước khi bắt đầu ăn. Và đứa con đã trả lời: Nhưng con đang chết đói rồi đây, sáng giờ con chưa ăn gì hết. Number two. Joanne, hey. Why have you changed the channel? I'm not into science. I prefer Rico Tourism on channel 12. Tại sao cậu chuyển kênh vậy? Tớ không thích khoa học. Tớ thích chương trình du lịch sinh thái ở kênh 12 hơn. Number three. Joanne, hey. Meet giving a presentation on Vietnamese foods at an international conference. She's decided to wear rao dai. I can't picture her in traditional costume. She usually wears casual clothes. Bạn My sẽ thuyết trình về ẩm thực Việt Nam tại một hội nghị quốc tế. Và bạn ấy quyết định áo dài. Còn B trả lời, tớ không thể tưởng tượng được cô ấy trong trang phục truyền thống. Cô ấy thường ăn mặc giản dị thôi. Number four. We are going camping this weekend. Would you like to join us? Great. I can't wait to go camping with you again. Bọn tớ sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này. Cậu có muốn tham gia không? Tuyệt vời. Tôi không thể đợi được để đi cắm trại với các cậu một lần nữa. Ý nói rất là hăng hái, hăm hở, rất là mong chờ. Và câu cuối cùng, Lucky Him. Fong is the winner of our English speaking contest. He has been given 5 million dongs. Lucky Him. Fong là người chiến thắng trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Cậu ấy đã nhận được 5 triệu đồng. Cậu ấy may mắn thật. Now listen and repeat. Hey, don't touch that. You have to wait for our grandparents before starting to eat. But I'm starving. I haven't eaten anything this morning. Why have you changed the channel? I'm not into science. I prefer Rico Tourism on channel 12. Meet giving a presentation on Vietnamese foods at an international conference. She's decided to wear rao dai. I can't picture her in traditional costume. She usually wears casual clothes. We are going camping this weekend. Would you like to join us? Great. I can't wait to go camping with you again. Fong is the winner of our English speaking contest. He has been given 5 million dongs. Lucky him. Phần về nhà. Learn by heart the structures. Rewrite the sentences into the notebooks. Prepare for one period test. Em học thuộc lại những cấu trúc và làm lại những bài tập vào trong tập và chuẩn bị kiểm tra mục tiêu sắp tới. Goodbye.